Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay các mỡ máu cao hay máu nhiễm mỡ là một bệnh lý chuyển quá thường gặp trong xã hội hiện đại. Và theo thống kê, thì Việt Nam có đến 30% người trưởng thành bị mắc bệnh mỡ máu rối loạn lipid máu. Tỷ lệ người thành thị bị mắc bệnh là 44,3%. Số người bị bệnh ngày càng gia tăng, đặc biệt ở những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, điều đáng nói, nhiều người mắc bệnh nhưng không điều trị hoặc tuân thủ điều trị, dẫn đến những biến chứng nặng nề. Và ngay sau đây là ghi nhận của kênh truyền hình VTC9. Bệnh nhân này được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô trong tình trạng đau bụng dữ dội. Sau khi thăm khám, kết quả xét nghiệm cho thấy men tụy tăng cao, cholesterol tăng 4 lần, triglyceride tăng 11 lần so với bình thường. Bác sĩ chẩn đoán bà có dấu hiệu suy phủ tạng do biến chứng của viêm tụy cấp. Trước đó, bệnh nhân đã được chẩn đoán mắc rối loạn chuyển hóa lipid, mỡ máu cao nhưng không tuân thủ điều trị, điều chỉnh chế độ ăn phù hợp. Đây là nguyên nhân dẫn tới biến chứng nguy hiểm. Hôm trước nôn, đau lắm. Thế nhưng mà hôm nay thì đỡ hơn rồi. Thế bên này chỉ hơi đau thôi, không nôn nữa. Mình phải lọc máu, lọc xong bây giờ. Bác sĩ bảo bình thường. Rối loạn mỡ máu có thể do di truyền. Ngoài ra, nguyên nhân máu nhiễm mỡ chủ yếu do ăn uống không điều độ, tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo bão hòa, có trong thịt, trứng, sữa và các chế phẩm từ sữa. Chất béo chuyển hóa, thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đường bột, ăn ít hoa quả, hút thuốc, béo phì và lười vận động. Cái bệnh lý về rối loạn chuyển hóa nói chung, tiểu đường tăng huyết áp rồi rối loạn mỡ máu là cái xu hướng chung của ở Việt Nam trong cái thế kỷ 21 này. Thế thì rõ ràng là nó không phải là câu chuyện gì đó xa xôi nữa rồi. Cái chuyện bây giờ bệnh chúng ta đi khám sức khỏe lại có gan nhiễm mỡ hoặc mỡ máu cao là cái chuyện rất là thường gặp. Và khi đã được chuẩn đoán là rối loạn chuyển hóa lipid rồi thì cũng sẽ điều trị bằng các vấn đề ví dụ là thay đổi thói quen, sinh hoạt, ăn uống, tập luyện. Và khi mà đã được bác sĩ chuyên khoa người ta kê các cái thuốc điều chỉnh rối loạn mỡ máu thì cái vấn đề tuân thủ điều trị là vấn đề rất là quan trọng. Theo thống kê, số người mắc mỡ máu có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở người trẻ tuổi. Đây cũng được coi là bệnh của xã hội hiện đại. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chủ quan, chưa tuân thủ điều trị. Điều này có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Rối loạn chuyển hóa thì nó có khá là nhiều những cái biến chứng. Thì trong đó thì còn có biến chứng, đặc biệt là biến chứng về mạch máu. Khi mà bệnh nhân rối loạn lipid máu mà các cái chỉ số mỡ máu tăng khá là cao trong một cái thời gian dài mà không được kiểm soát thì sẽ các cái biến chứng ví dụ như mạch vành, mạch não là những cái biến chứng rất thường gặp. Bệnh nhân sẽ bị xơ vữa mạch, tắc mạch và gây ra những cái tình trạng đột quỵ và nhồi máu cơ tim cấp. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 28 triệu người tử vong do các bệnh lý liên quan đến rối loạn mỡ máu, chiếm hơn 50% ca tử vong. Để phòng bệnh, người dân nên xây dựng chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý, kiểm soát cân nặng cơ thể ở mức độ vừa đủ, hạn chế dung nạp thực phẩm chứa nhiều chất béo, nội tạng động vật, chất kích thích như rượu bia, cà phê, thuốc lá, bổ sung thực phẩm chứa nhiều chất béo lành mạnh, rau củ quả, thực hiện khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện và có phương pháp điều trị bệnh.